Trưa ngày 3 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Tâm cho biết vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Truyền, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Trà Vinh do có thái độ không chuẩn mực trong tiếp công dân, dùng chất bẩn ném vào quầy bán quần áo may sẵn của tiểu thương tại chợ Trà Vinh. Ngoài ra, ông Truyền cũng bị xử phạt hành chính về hành vi ném chất bẩn. Trước đó, Thành ủy thành phố Trà Vinh đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Truyền, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Trà Vinh, nguyên chi ủy viên chi bộ ban quản lý chợ nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên phó trưởng ban quản lý chợ Trà Vinh bằng hình thức cách chức chi ủy viên chi bộ ban quản lý chợ nhiệm kỳ 2020-2025.